Hòa, một trong những trung tâm du lịch lớn nhất Việt Nam, thuộc khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, sở hữu diện tích 5.197 km², đường bờ biển dài 385 km, cùng 200 hòn đảo lớn nhỏ và nhiều vịnh biển đẹp như Vịnh Vân Phong, Vịnh Nha Trang, Vịnh Cam Ranh. Theo định hướng của tỉnh Khánh Hòa, trong tương lai, Cam Lâm sẽ trở thành một đại đô thị giải trí nghỉ dưỡng sầm uất bậc nhất Đông Nam Á. Trong đó, bãi dài với khung cảnh thiên nhiên đẹp như bức tranh sơn thủy làm tiền đề hình thành nên các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, hướng đến việc gắn liền và bổ trợ cho du lịch thành phố biển Nha Trang. Để dễ dàng cho việc quản lý, quy hoạch và phát triển, năm 2007, Chính phủ ban hành nghị quyết số 65/2007/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam Ranh và huyện Diên Khánh để thành lập nên huyện Cam Lâm. Đèo Cù Hìn nằm trong top những con đường đèo đẹp nhất Việt Nam, kết nối Cam Lâm với thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Đèo Cù Hìn hùng vĩ, hiên ngang chấn giữ, bảo vệ bờ biển dài trong xanh suốt ngày đêm. Nằm giữa hai trung tâm lớn nhất của Khánh Hòa là Nha Trang và Cam Ranh, mảnh đất Cam Lâm hội tụ đầy đủ những yếu tố thuận lợi khi được thiên nhiên ưu ái, kết hợp với việc đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch. Bãi dài sở hữu đường bờ biển 17 km là một trong 10 bãi biển hoang sơ đẹp nhất hành tinh, với những bãi cát dài miên man, trắng muốt, tinh khiết, từng con sóng rào rạt, nước biển xanh thăm thẳm, bờ biển bãi dài không khác gì một chốn thần tiên nơi hạ giới. Hứa hẹn nơi đây sẽ trở thành hình ảnh đại diện cho du lịch Việt Nam trong thời đại phát triển mới. Xác định du lịch là kinh tế mũi nhọn, vẻ đẹp hấp dẫn của bãi dài Cam Lâm đã thu hút các nhà đầu tư với hàng loạt dự án lớn tầm cỡ quốc tế, với hơn 57 dự án bất động sản được cấp phép với tổng số vốn lên đến 30.000 tỷ đồng. Hiện tại đã có tới 10 dự án trên khu vực đưa vào khai thác vận hành. Bên cạnh 7 resort đang hoạt động như Cam Ranh Riviera Rapid Resort and Spa, The Annam, Vinpearl Lopit Villa, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Duyên Hà. Những năm trở lại đây, du lịch Nha Trang đang có dấu hiệu quá tải, cung không đủ cầu. Nắm bắt được cơ hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã bắt tay vào quy hoạch khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, kết hợp đại lộ ven biển Nguyễn Tất Thành rộng 100m, sân bay quốc tế Cam Ranh đi vào hoạt động, đã thúc đẩy gia tăng nhu cầu du lịch, lưu trú, bất động sản nghỉ dưỡng tại đây. Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, vào cuối năm 2019, Khánh Hòa đón sấp xỉ 10 triệu lượt khách du lịch ghé thăm, đến 2030 có thể lên tới 30 triệu lượt khách. Cùng với việc sở hữu đầm thủy triều, một điểm nhấn hoàn hảo cho hệ sinh thái biển với diện tích 2.460 ha, đây sẽ là nơi hội tụ, giao thoa giữa núi rừng và biển cả, điểm đến du lịch sinh thái đặc trưng của Cam Lâm. Trong tương lai sẽ chào đón hàng loạt các khu biệt thự, resort nghỉ dưỡng, bến du thuyền đẳng cấp 5 sao. Cam Lâm có vị trí giao thông trọng yếu khi hội tụ cả 4 tuyến đường chiến lược của khu vực: đường bộ quốc lộ 1A, đường sắt Thống Nhất Bắc Nam, đường thủy cảng biển quốc tế Cam Ranh, đường hàng không sân bay quốc tế Cam Ranh. Cam Lâm trở thành điểm vàng kết nối tam giác du lịch với thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa, Ninh Chữ, Ninh Thuận, Đà Lạt, Lâm Đồng, vị trí quan trọng kết nối kinh tế vùng với Tây Nguyên và các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ. Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt khởi công tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang Cam Lâm, chiều dài 49,1 km, Cam Lâm Vĩnh Hảo, chiều dài 78,5 km, tổng mức đầu tư lên đến 21.200 tỷ đồng. Dự án đường cao tốc đoạn Nha Trang Cam Lâm xây dựng với 6 làn xe, tốc độ 120 km/h. Khi đi vào hoạt động chính thức, tuyến đường sẽ trở thành một cú hích lớn cho việc phát triển kinh tế, du lịch. Với việc định hướng phát triển Cam Lâm trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng trong tương lai, bất động sản tại đây chắc chắn sẽ có những chuyển biến lớn, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cùng chào đón siêu phẩm đất nền thuộc thiên đường nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao tại Việt Nam. Ra mắt trong tháng 11 này, Cam Lâm